Ngôi làng giết mổ thịt chó lớn nhất nhì miền Bắc. Có thời điểm tiêu thụ và thịt từ 3 đến 5 tấn chó hơi. Cha truyền con nối, nhiều nhà giàu lên nhanh chóng từ nghề mổ chó. Quanh làng này giờ cũng có khoảng 7-8 nhà là chủ lò như anh như chẳng hạn. Nếu không người này thì cũng dân chưa đói nhiều. Sau thời hưng thịnh, khoảng vài năm trở lại đây, nghề giết mổ thịt chó ở thôn Cao Xá Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội dần thưa vắng hơn. Nhiều đổi thay khi lợi nhuận giảm dần. Tiếng ồn, ô nhiễm không khí cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong làng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến giết mổ chó ở Hà Nội thì cái tên của làng Cao Xá Hạ hay còn được biết đến với cái tên gọi là làng Cao Hạ ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội sẽ xuất hiện đầu tiên trong các câu chuyện. Không ai biết là làng Cao Hạ có nghề giết mổ chó từ bao giờ, chỉ biết rằng đó là nghề gia truyền, cha ông làm nghề giết mổ thịt chó thì con cháu cũng theo nghề này. Trong nhiều năm trở lại đây, câu hỏi có nên ăn thịt chó hay không vẫn đang tiếp tục là vấn đề gây tranh luận tại Việt Nam. Hiện nước ta chưa có quy định về việc cấm giết, sử dụng thịt chó làm thức ăn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng nên luật hóa việc cấm ăn thịt chó. Nhưng tranh luận này liệu có làm ảnh hưởng đến nghề giết mổ thịt chó tại nơi được xem là làng giết mổ chó lớn nhất nhì miền Bắc? Phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại địa phương này và tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Dù ở thời điểm 10 giờ sáng, thế nhưng ngôi làng Cao Hạ lại im ắng lạ thường. Những chú chó sủa ầm ĩ, phá vỡ không gian yên tĩnh khi nhận thấy có sự xuất hiện của người lạ vào làng. Còn đây có lẽ là vết tích sau một đêm ở ngôi làng giết mổ chó. Đó là những bức tường đen kịt, loang lổ. Theo phán đoán của chúng tôi, đó có thể là vết bồ hóng, khói của tro rơm sau khi những con chó bị giết mổ và thui lên. Có thể lẫn trong đó là những vết máu bị bắn lên tường sau mỗi đêm, hàng chục con chó bị giết mổ. Còn trên mặt đường, những vũng nước vẫn còn đọng lại, dấu tích của hoạt động vệ sinh tại các lò mổ chó. Mặc dù nghề giết mổ gia súc không vi phạm pháp luật, thậm chí là nghề gia truyền ở ngôi làng này, thế nhưng người làng Cao Hạ, nhất là các chủ lò mổ đều tránh mặt và không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì về nghề giết mổ thịt chó ở làng mình. Bằng cảm nhận, có lẽ họ cũng không muốn nhiều người ngoài làng biết rằng mình làm công việc sát sinh. Đóng vai những người đi mua chó, nhóm phóng viên đã gặp anh Yên, một chủ lò mổ chó ở làng Cao Hạ. Anh Yên bật mí, sở dĩ ban ngày ở làng vắng bởi người dân bận đi đổ mối thịt chó chưa về. Nhiều người thì ngủ mệt sau một đêm làm việc vất vả. Vì vậy ngôi làng sẽ hoạt động nhộn nhịp vào khoảng từ 10 giờ tối, cũng là khoảng thời gian lò mổ nhập chó để làm thịt. Còn vào lúc rạng sáng, khoảng 3 đến 4 giờ sáng, hoạt động giết mổ chó tại ngôi làng này sẽ tấp nập hơn bao giờ hết. Nhà anh làm mấy chục năm? Mấy chục năm rồi. Từ thời bố anh. Thì chính xác là ngày xưa thì tự vào tay. Thì thời bố mình bán ở Đồng Xuân Bắc Qua ấy, đi xe đạp ấy. Thì nhà họ làm. Nhưng bây giờ người ta thịt kiểu như là người ta không muốn thịt nữa. Người ta đi cân lại. Thì ví dụ như lò của anh ngủ đây thì người ta đi cân lại thôi. Bây giờ còn nhiều nhà làm thịt chó không anh? Quanh làng này giờ cũng có khoảng 7-8 nhà là chủ lò như anh như chẳng hạn. Anh thì nhà anh thì anh bán lẻ. Nói chung là ngày lò anh thì 40-50 con, thì 20 con. Ô, 10 con, ô, 15 con. À, hai cái lò lớn nhất ở làng Hạ này thì 70-80 con. Thường thì mấy người làm ạ? À thì nó tùy theo thịt, nhiều thì mình thuê thầy thêm thịt ít thì nhà anh đây thì chỉ có hai người thôi. À, người nhà mình làm là chủ yếu hả? Ừ, thì nếu mà làm nhiều như bên nhà các kia thì 80-90 con là rơi phải 3 người, 4 người. Ừ. Còn nhà mình chủ yếu là mình cũng thịt của nhà mình bán lẻ thôi. Và ra là mình cứ làm lẻ này thì người ta đến nhập, tự người ta nhập làm 3 con, 1-2 con hoặc là cửa hàng quầy bia, quầy bếp người ta nhập. Thì mình đi công làm lãi một tí thôi. Nơi thì có vài chục thôi.
Một con thì mình được vài chục nghìn, con to thì trăm, mà con nhỏ thì vài đám mấy nghìn. Thì ở cái làng này thì nó phải sống với cái nghề này, nếu không nghề này thì cũng dân chưa đói nhiều. Vì đa số là cả làng nó phải sống với nghề. Qua lời giới thiệu của chủ lò mổ này, chúng tôi đã tìm đến một lò mổ lớn nhất nhì làng Cao Hạ. Ngôi nhà này cũng chung tình trạng cửa đóng then cài, không có ai ở nhà. Bên trong nhiều lớp cửa sắt là hàng chục con chó được nhập về để đợi giết thịt. Còn đây có lẽ là nơi mà chủ lò mổ thực hiện công việc giết mổ chó. Bức tường đen kịt sau nhiều ngày thui rơm, lồng chó, bóng đèn và các thiết bị phục vụ cho hoạt động giết mổ chó vẫn còn vết tích sau một đêm công việc diễn ra. Một túi lông chó đầy ắp lẫn với rác cũng được đặt trước ngôi nhà này. Theo lời kể của những người cao tuổi ở làng Cao Hạ, thời kỳ vàng son của nghề, làng Cao Hạ có tới mấy chục lò mổ, tiêu thụ từ 3 đến 5 tấn thịt chó mỗi ngày. Những dịp cao điểm như cuối tháng âm lịch, cả chục tấn chó được tiêu thụ tại ngôi làng này. Những năm gần đây, sức tiêu thụ mặt hàng thịt chó không còn mạnh như trước. Cũng như ngại nghề sát sinh, nghề mổ chó tại Cao Hạ đang co hẹp lại dần. Nhiều năm về trước, tại khu chợ này có đến 5 hộ kinh doanh thịt chó, mỗi ngày tiêu thụ hàng tạ thịt chó. Nhưng đến nay, chỉ còn 2 hộ bán lẻ, số lượng cũng khá ít ỏi, chỉ có 1 đến 2 con mỗi ngày. Giàu lên nhờ nghề mổ chó, thế nhưng ngôi làng Cao Hạ cũng đang phải đối mặt với không ít những hậu quả mà nghề này mang lại. Bản thân nhiều người dân trong làng đã bày tỏ sự bức xúc, khó chịu về việc hàng chục lò mổ hoạt động suốt đêm, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong làng. Bên cạnh đó là tình trạng ô nhiễm khi hầu hết các lò mổ ở đây đều nằm trong khu dân cư. Nước thải từ các lò mổ chó xả thẳng trực tiếp ra cống rãnh của làng. Mùi máu tanh nồng cộng với mùi hôi từ lông chó, thậm chí cả việc đốt rơm rạ để làm sạch chó cũng đã ảnh hưởng không nhỏ. Dù vậy, khi nhóm phóng viên liên hệ trực tiếp với trưởng thôn Cao Xá Hạ để tìm hiểu về câu chuyện này, thì vị trưởng thôn từ chối gặp mặt. Ông cho biết không hề nhận được phản ánh nào của người dân trong làng suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, nhiều năm qua, chính quyền địa phương cũng đau đầu vì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sống của người dân. Nhưng thực tế, chỉ có thể nhắc nhở các hộ làm nghề chủ động hạn chế ô nhiễm, còn việc yêu cầu người dân dừng hoạt động giết mổ chó là rất khó. Bởi đây đã là nghề truyền thống, cha truyền con nối và hơn hết, đây là nghề hái ra tiền, làm giàu cho chính các hộ dân và cũng đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.